tiền đạo Cristiano Ronaldo đã được huấn luyện viên Roberto Martinez điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tham dự Euro 2024 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy, Ronaldo sẽ tham dự kỳ Euro thứ 6 trong sự nghiệp. Ronaldo xác lập kỷ lục là cầu thủ dự nhiều kỳ Euro nhất. Kỷ lục trước đó thuộc về Ronaldo và Iker Casillas 5 lần. Lần đầu Ronaldo tham dự Euro là vào năm 2004 khi Bồ Đào Nha đăng cai giải đấu này. Khi đó, Ronaldo 19 tuổi còn giờ anh đã 39 tuổi. Ronaldo cũng đang nắm kỷ lục đá nhiều trận nhất ở Euro, 25 lần. Ronaldo đã tham dự 5 kỳ Euro trước đó vào các năm 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Trong đó, Ronaldo đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016. Ronaldo có cơ hội gia tăng số bàn thắng mà anh ghi ở Euro, 14 bàn. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có hàng công đáng gờm ở Euro 2024 khi huấn luyện viên Roberto Martinez đã gọi một loạt gương mặt như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Diogo Jota, João Félix và Gonçalo Ramos. Tại Euro 2024, tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng F cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Georgia. Ngoài sự góp mặt của Ronaldo, huấn luyện viên Roberto Martinez còn triệu tập trung vệ 41 tuổi Pepe của câu lạc bộ Porto. Sau đây là danh sách cầu thủ đội tuyển Bồ Đào Nha dự Euro 2024. Thủ môn: Diogo Costa, Fan Club Porto; José Sá, Wolverhampton Wander Fan Club; Rui Patricio, AS Roma. Hậu vệ: Antonio Silva, Sông Lam Benfica; Danilo Pereira, PSG; Diogo Dalot, Manchester United; Gonzalo Inai, Sporting Chính Phú; João Cancelo, Fan Club Barcelona; Nelson Semedo, Wolverhampton Wander; Nuno Mendes, PSG; Pepe, Fan Club Porto; Ruben Dias, Manchester City. Tiền vệ: Bruno Fernandes, Manchester United; João Neves, Sông Lam Benfica; João Palinha, Fulham Fan Club; Ovio Montirio, Anax; Ruben Neves, Anhila, Vitinha, PSG. Tiền đạo: Bernardo Silva, Manchester City; Cristiano Ronaldo, Anax; Diogo Jota, Liverpool Fan Club; Francisco Conceição, Fan Club Porto; Gonzalo Ramos, PSG; João Félix, Fan Club Barcelona; Pedro Neto, Wolverhampton Wander; Rafael Leão, AC Milan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.